sự rất là bất ngờ nha khi mùa này mình lại gặp chôm chôm nha. Mùa này mà đã có chôm chôm rồi mọi người à, quá trời luôn mọi người. Ăn ngọt, điểm đến là ớt. Tối như ngày hôm nay là tôi làm cho mọi người một cái video nè. Bây giờ thì mình ghé vô mình ăn sáng chung với mọi người này. Đây là bò phở ốp, phở bát đá nha. Đây, anh mình, mấy ông anh mình nha. Cháu mình, đặc biệt là có ông anh Quyền. Cái mặt cũng hơi tự tựa mình chút. Thì cái bò bát đá này em thấy như sao anh Quyền? Tuyệt vời. Giòn ra. Anh mình hơi điêu chút mà chưa ăn mà kêu giòn tan trong miệng. Đây. Anh Bảy thấy sao vậy? Đúng là hôm nay so với bình thường. Ok. Hello mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái chuyến đi ăn đám giỗ ở Bình Phước nha. Thì đây là cái chuyến đi đám giỗ ông nội mình nha. Thì ngày hôm nay mình đang đi lang thang đi bộ nha, để đi chung với anh mình. Mọi người cùng xem cái hành trình đi ăn đám giỗ của mình nha. Điều bất ngờ nha mọi người, cái ngày mùa này mà có chôm chôm nha mọi người. Không, mùa này mà có chôm chôm nha mọi người, quá đã luôn phải không? Mình thật sự rất là bất ngờ khi mình thấy cái chôm chôm ở ngay mùa này. Đây, để mình quay lại cho mọi người xem nha. Mình thật sự rất là bất ngờ nha khi mùa này mình lại gặp chôm chôm nha. Mùa này mà đã có chôm chôm rồi mọi người à, quá trời luôn mọi người. Ăn ăn được. Ngọt, rất là ngọt nha, rất ngọt. Đây là chôm chôm, cái hơi chôm này còn nhỏ mọi người, nhỏ. Cái cây này bên đây nó bự. Có cái cây bự này bên đây. Đây, mọi người thấy không? Đây là chôm chôm nha, chôm chôm Thái nha mọi người. Đã chưa mọi người? Quá trời luôn, quá trời trái luôn. Mình hái một trái mới được. Trái mình ăn. Mình hái mình ăn nãy giờ nha mọi người. Bữa nay mình đi đám giỗ ở Bình Phước nha mọi người. Đây là mình đang ở nhà ông anh của mình. Không phải nhà mình nha. Mình phát hiện thêm đây là cây sambuche nha mọi người. Đây. Quá trời cây trái luôn nha, cây sambuche nha mọi người. Đây là cây sambuche. Kế bên cây sambuche là cây bưởi nha mọi người. Đây, cây bưởi. Bữa này già chưa ta? Bữa này già rồi nè mọi người. Đấy, bữa này già rồi. Quá đỉnh luôn. Bữa nay già rồi nha, chắc ngọt lắm nha mọi người. Ngoài ra ở đây có cây chôm chôm nữa nè, cũng đang lớn thôi chứ chưa có già. Có cây xoài, cây mít, cây sầu riêng. Mình mới phát hiện bên đây có cái cây sầu riêng mọi người. Wow. Ở bên đây có cây sầu riêng nè. Cây sầu riêng nha mọi người.
Đây là cái cây sầu riêng mà mình nghĩ rằng là sẽ khá ngon nha. Sầu riêng này chắc hình như cũng sầu riêng Thái luôn. Khá là nhiều trái nha, nó cũng đang nứt ra nữa nha mọi người. Đó, cây sầu riêng nè, là cây sầu riêng nha mọi người. Đó, thì mình phát hiện ở bên đây có một cây bơ, có hai cái trái đấy, một trái bơ. Để mình zoom lại cho mọi người xem nha. Đó, trái bơ siêu to khổng lồ. Mới sáng ra là mình đã ăn hai trái chôm chôm rồi. Tính hái thêm một trái đu đủ nữa nha mọi người. Tính hái thêm một trái đu đủ nữa nha. Ở đây mình phát hiện có cây đu đủ nè mọi người. Đây, một cây đu đủ. Ở trên có cái trái to to. Đây, mọi người thấy không? Đây. Tan 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 tan. Đây là một cái trái to to. Cũng khá hấp dẫn nha. Nhà anh mình cũng khá thú vị nha mọi người. Mình thấy mấy con gà nữa kìa, có mấy con gà đen xì, có mấy con gà nữa kìa. Đây, có ba con gà nha mọi người. Mình thấy có ba con gà, dí nó mới được. Một chút nữa mình sẽ đi ăn sáng uống cà phê nha mọi người. Trước khi ngày hôm nay mình sẽ đi ăn đám giỗ. Cái này là đám giỗ ông nội mình nha, đám giỗ ông nội mình nha. Mình mới phát hiện ra một điều là ông anh mình cũng yêu độc lập lắm nha mọi người. Trên cái nhà ông ghi cái chữ là không có gì quý hơn độc lập. Bây giờ thì mình ghé vô mình ăn sáng chung với mọi người nè. Đây là bò phở phở bát đá nha. Đây, anh mình nè, mấy ông anh mình nha, cháu mình nè, đặc biệt là có ông anh Quyền nè, cái mặt cũng hơi tựa tựa mình chút. Thì cái bò bát đá này anh thấy làm sao anh Quyền? Tuyệt vời, tuyệt vời. Giòn tan trong miệng. Anh mình hơi điêu một chút, anh chưa ăn mà anh kêu giòn tan trong miệng. Đây 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 anh Bảy thấy làm sao anh Bảy? Mới thấy đầu tiên thấy cũng lạ, cũng lạ, đúng lạ so với mình ở quê. Đó, còn chưa ăn hết thì chưa biết ngon như thế nào, nhưng mình thấy cảm giác thấy là ok, cảm giác ok. Thì mình á thì mình chưa có ăn tại vì phần mình chưa ra tới nữa mình nhân á. Mình cảm giác là thấy nó rất là lạ luôn á, thấy đem ra rất là hay nha mọi người. Mỗi người mỗi dĩa nha, mỗi người mỗi dĩa xong bỏ vào cái bát đá nha. Để xíu nữa mình ăn mình sẽ review cho mọi người xem luôn nha. Nhập đá đang rất đẹp. Em ơi, còn tôn em ơi. Có bó anh tức bi là được đâu em. Anh đang làm quán mình đó. Chết tôi đi. Đang lăng xê luôn tôi như. Nó bó thằng quay phim bắt. Cần thiết thằng quay phim nó không cho. Đúng rồi thằng quay phim. Buồn thiệt chứ. Hết đây. Bình đỡ được thì từ to là trẻ kẻ. Có ăn xong một nhà này phim thì mới làm nối cho tôi.
Dạ. Sao sao? Cuộc sống hơi bất công một xíu nha. Mọi người ăn hết rồi mình chưa thấy phần mình đâu. Mà mới có để mà mới có được cái phần nha, thì nó sẽ như vậy nè mọi người. Nó sẽ đem ra một cái phở bát đá như thế này, rồi nó sôi. Thành phần thì mình có thấy là thịt bò nè, bò viên nè, gân bò nè, nói chung là đầy đủ. Nhưng mà một cái phần như vậy là 80k nha mọi người, 80.000 Việt Nam nha. Mà sẽ tiến hành mình gấp, mình bỏ vào, sẽ bỏ lần lượt thịt bò vào nè, chung xuống, bò viên, nói chung là mình bỏ hết vào nha. Thấy là tình hình là nhìn nó thấy nó ngon mà không biết ăn như thế này, mình thích ăn tỏi nữa mọi người, thêm ít tỏi bỏ vào. Bây giờ chắc là cậu ít ớt sa tế, ớt sa tế. Thì giờ chúng tôi bắt đầu hành trình đi ăn đám giỗ tiếp nha mọi người. Bây giờ thì mình cũng đã tới cái nhà của ông bác mình rồi nha. Nhìn bên ngoài thì kiến trúc nó như thế này nè mọi người. Đây là ông bác ba của mình nha. Đây là không gian bên trong của cái nhà nha mọi người. Quá là hoành tráng luôn mọi người ơi. Quá là hoành tráng luôn phải không mọi người? Nhìn muốn xỉu luôn, toàn là sắt không à. Cái cầu thang cũng hơi lạ quá,
đây là một trong những cái nhà có kiến trúc lạ nha. Mình cảm thấy là như vậy nha mọi người, rất là lạ luôn. Hành trình đi lên thắp nhang cho ông nội mình nha. Đây, trước mặt mình là ông anh của mình. Đó, đi rất là khó khăn, leo lên những bậc thang rất là khó khăn nha. Đây là cháu Bảo, cháu Bảo cô đi lên cũng thấy cực quá rồi, nghỉ ngơi luôn. Đó, đây là cái nhà của ông bác ba mình nha. Một cái nhà rất là to, nhưng cũng rất là mang một cái kiến trúc rất là lạ, nhưng mà rất lạ luôn ấy. Đây, đi tiến vào cái chỗ cái bàn thờ thì mọi người đang chuẩn bị thắp nhang cho ông nội mình nhé. Thấy không, rất là nhiều người tới thắp nhang nha. Một cái không gian kiến trúc rất là đỉnh cao luôn nha mọi người, rất là lạ nha. Mình cũng đã học kiến trúc sư rồi, mình cũng làm kiến trúc sư, nhưng kêu mình vẽ được cái ngôi nhà như thế này thì mình không thể vẽ được nha mọi người. Đây mọi người thấy không, mọi người xếp hàng với nhau chuẩn bị thắp nhang cho ông nội mình. Đó, một cái không gian kiến trúc rất là lạ nha mọi người, kiến trúc lạ nha. Đây là một trong những công trình không thể làm lại lần thứ hai nha mọi người. Ai quá là sành điệu luôn nha. Thì bây giờ mình tiến hành đi ra cái chỗ mà dự cái dỗ ông nội mình nha. Đây, cái rạp đây là cái rạp dự cái rạp đám dỗ của ông nội mình. Đây, mình ra mình xem thử ở đây có món gì ngon nha. Đây. Đây, tình hình là mình bước vào cái rạp này. Dưới cái rừng cao su nha, dưới cái cao su không, nó cũng hơi mát, nó mát. Thì ở trên mọi người đang chuẩn bị đàn, các nhạc cụ để chuẩn bị đám giỗ mà có hát hò luôn nha mọi người. Đám giỗ mà vui lắm nha mọi người. Xíu nữa mình cũng sẽ lên một bài mới được. Thì đám giỗ cũng đã xong rồi, thì mình nhìn cái nhà lên cuối rồi mình tiến hành đi phản thiết cho mọi người. Nói lại một bài xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.